Thưa quý vị, tuổi nhỏ đến chùa tu học thật vô cùng quý báu. Tại chùa Hải Triều Âm, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, hội đủ duyên lành, ni sư Thích Nữ Liên Hòa, trụ trì đã mở lại khóa tu Thanh Thiếu Nhi vào sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua với gần 50 em nhỏ trở về tham dự. Buổi sáng bắt đầu khai mở khóa tu, ni sư trụ trì tán thán tinh thần tu học của các em nhỏ, nhất là quý vị phụ huynh đã tạo điều kiện đưa các em trở về tham gia cùng bổn tự. Ni sư hướng dẫn các em từng cách ngồi, đứng, trì kinh niệm Phật, cách thọ nhận thức ăn. Đồng thời các em được vui chơi các trò chơi dân gian do các anh chị tình nguyện viên tổ chức. Buổi chiều cùng ngày, các em được lắng nghe thời Pháp chủ đề quá trình tu học do Đại Đức Thích Tự Hiệp, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ thuyết giảng. Có gần 50 quý Phật tử lớn tuổi đồng trở về tham dự. Qua bài Pháp, Đại Đức Giảng Sư hướng dẫn đạo tràng, nhất là các em nhỏ, về giá trị của quá trình tu học, cách tu theo giáo Pháp của Đức Phật để khai mở tâm từ bi và trí tuệ sáng ngời, xây dựng cuộc sống bình an và hạnh phúc. Có 3 phương pháp mở mang trí tuệ là văn tư tu. Văn tuệ là do tai nghe âm thanh, mắt thấy kinh điển Phật mà hiểu được ý nghĩa. Tư tuệ là tư duy, suy nghĩ về các Pháp đã được học. Tu tuệ là thực hành, làm theo để khẳng định các Pháp học được là chân chính. Đại Đức khuyến tấn Phật tử phát khởi tâm từ bi, điều hòa lời nói và giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, phát nguyện hộ trì tam bảo, cùng ni sư trụ trì xây dựng bổn tự ngày càng phát triển. Kết thúc một ngày tu học đầy ý nghĩa, ni sư trụ trì trao tặng những món quà động viên tinh thần đến các em.